Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay nên các bác mẫu xe đạp địa hình Meda TFS Duken 550, dòng xe đạp khung nhôm đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới rồi, thương hiệu Meda, một cái thương hiệu của Đài Loan và đã có cái chỗ đứng rất là vững chắc trên thị trường xe đạp thể thao. Hôm nay em về một chiếc xe với cái bộ chuyển động là full một set group Shimano DOG, tất tần tật là 9 món từ đề chuyển động rồi đến đùi đạp rồi bộ phanh xanh dầu, phun hết một bộ Shimano DOG, tông màu đỏ trắng cực kỳ thể thao và cực kỳ đẹp, nước sơn nguyên bản, thiết kế khung hộp vuông cực kỳ là cơ bắp và rất là chắc chắn. Chỉ có do là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và được nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước dăm không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì vẫn còn rất là tốt, tông màu sơn này còn rất là đẹp và chất lượng khung và chất lượng group này thì cũng còn cực kỳ là tốt. Thành bánh của xe là 26 inch các bác nhé, và sử dụng quả lốp lốp 26 x 175 các bác nhé, bản lốp nhỏ giúp cho các bác có thể đi thể dục trong phố cũng được, thể dục trong phố bình thường cũng được và đi đồi núi nhau dốc cũng rất là ok với cái quả lốp nhỏ như thế này. Và đi vào bộ có lúc thì nó sẽ sử dụng bộ DOG các bác nhé. Bộ này là 9 lít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, đĩa trục rỗng Shimano DOG, phun hết một set luôn. Đấy, từ bộ chuyển động đùi đây, rồi trên ghi đông là tay bấm xả và cụ tay phanh dầu các bác nhé, cụ phanh dầu rất là chất lượng này, của DOG này cực kỳ là ăn, rất là nhận. Phun hết một bộ nhé, rồi đến dưới này heo dầu, heo dầu của xe cũng là DOG luôn các bác nhé. Đó. Giảm sóc của xe là giảm sóc dầu thủy lực. Chiếc xe này thì đang được bán bên em mức giá chỉ có là 8,8 triệu thôi các bạn. Đó, một cái mức giá rất là hợp lý, rất là ổn để cho các bác có thể sử dụng và trải nghiệm những cái đồ cũng được gọi là cao cấp của dòng Shimano về địa hình. Full hết một set DOG. Bây giờ sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 53 cm. Thì xe là size 17 inch các bác nhé, dành cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì là phù hợp. Chuyển động DOG 9 lít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì các bác có thể nhìn thấy trên hình rồi, rất là mượt mà. Giá bán của xe bên em đang bán là 8,8 triệu bao ship toàn quốc, cho các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.